Mến chào các con. Cô rất vui được gặp lại các con trong môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các con hãy chuẩn bị những đồ dùng cần thiết trong tiết học mình nhé. Sách tiếng Việt lớp 2 tập 2, vở, bút mực, bút chì và thước kẻ. Khi ngồi học, các con nhớ ngồi ngang ngắn, lắng nghe cô hướng dẫn và thực hiện những yêu cầu của cô nhé. Hôm nay cô cùng các con ôn tập giữa học kỳ 2 với hai nội dung, nội dung đọc mây đen và May trắng nội dung viết nghe viết cánh cam lạc mẹ trong tiết học hôm nay cô cùng các con đọc đúng rõ ràng bài đọc may đen và may trắng trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu nghe viết đúng hai khổ thơ cuối bài thơ cánh cam lạc mẹ làm đúng bài tập chính tả tìm từ có tiếng bắt đầu bằng cờ ca gờ đơn gờ ghép ngờ đơn ngờ ghép trước khi vào bài học cô trò mình cùng khởi động mình cùng khám phá trò chơi ô cửa bí mật trong mỗi ô cửa có một câu hỏi các con chú ý trả lời câu hỏi nhé trong bài đọc có bốn nàng tiên xuân hạ thu đông là bài đọc a chuyện bốn mùa b tạm biệt cánh cam c cỏ non cười rồi câu trả lời của con là chuyện bốn mùa đúng rồi trong bài đọc có bốn nàng tiên xuân hạ thu đông đó là bài đọc chuyện bốn mùa bạn nào có câu trả lời chuyện bốn mùa thì cô khen các con nhé mình cùng khám phá ô cửa thứ hai trong bài đọc cỏ non cười rồi vì sao cỏ non lại khóc? A. Vì nhớ én nâu B. Vì bị các bạn nhỏ giảm lên C. Vì bị ốm Các con hãy chọn câu trả lời của mình đi nào Trong bài đọc có non cười rồi Có non khóc vì bị các bạn giảm lên Bạn nào có câu trả lời Vì bị các bạn nhỏ giảm lên thì cô khen các con nhé. Mình cùng khám phá ô cửa cuối cùng. Khi đọc bài tạm biệt cánh cam, em thấy bóng đã làm gì khi cánh cam bị thương? A. Bóng nhìn cánh cam rồi bỏ đi. B. Bóng không để ý đến cánh cam. C. Bóng đặt cánh cam vào chiếc lọ đựng đầy cỏ. Con hãy tìm câu trả lời của mình đi nào. À, câu trả lời đúng là bóng đặt cánh cam vào chiếc lọ đựng đầy cỏ. Hoàng hô bạn nào có câu trả lời đúng nhé? Các con vừa trả lời câu hỏi trong các ô cửa. Cô khen bạn nào trả lời đúng. Tiếp theo, cô mời các con quan sát bức tranh và cho cô biết. Con thấy những gì trong tranh? Nhìn vào tranh ta thấy ruộng đồng bao la, cây cỏ xanh tươi, hoa đua sắc thắm tạo nên một khung cảnh làng quê rất đẹp. Trên bầu trời cao rộng, mây đen và mây trắng đang rong rủi theo gió. Mây trắng bay cao tiết, còn mây đen thì đang xà xuống thấp. Vậy vì sao mây đen không cùng mây trắng bay lên cao mà mây đen lại xà xuống thấp? Mây đen bay xuống thấp để làm gì? Cô trò mình cùng khám phá bài đọc may đen và may trắng để hiểu thêm các con nhé. Mời các con nhắc lại tên bài. Mời con mở sách trang 73, 74. Các con hãy lắng nghe cô đọc bài và đọc thầm cùng cô. Mây đen và mây trắng trên bầu trời cao rộng, mây đen và mây trắng đang rong ruổi theo gió mây trắng xốp nhẹ bồng bền như một chiếc gối bông xinh xắn mây đen vóc dáng nặng nề đang xà xuống thấp thấy mây đen bay thấp mây trắng rủ chúng mình bay lên cao đi bài cao thú vị lắm cậu bay lên đi mây đen nói tớ còn phải mưa xuống ruộng đồng đang khô cạn vì hạn hán muôn loài đang mong chờ tớ. Mày trắng ngạc nhiên hỏi. Là mưa ư? Cậu không sợ tan biến hết hình hai à? Nói rồi, mày trắng bay vút lên. Nó bị gió cuốn tan biến vào không trung. Mây đen xà xuống thấp, rồi hóa thành mưa, rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ. Con người và vạn vật reo hò đón mưa mưa tạnh, nắng lên rực rỡ, nước ở ruộng đồng bốc hơi, bay lên rồi lại kết thành những đám mây đen. Những đám mây đen hóa thành mưa rơi xuống. Cứ như thế, mây đen tồn tại mãi mãi, theo ngụ ngôn chọn lọc. Các con vừa nghe cô đọc bài Mây Đen và Mây Trắng. Các con hãy đọc lại bài thật kỹ, còn nhớ chú ý các chi tiết trong bài đọc. Để con trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu cho đúng các con nhé. Cô mời các con cùng đọc. Các con vừa đọc bài Mây đen và mây trắng, bây giờ mình cùng thực hiện trả lời và thực hiện yêu cầu. A. À, trong câu chuyện, những sự vật nào được coi như con người? Ý 1: mây đen và mây trắng. Ý 2: nắng và gió. Ý 3: bầu trời và ruộng đồng. Các con hãy đọc thật kỹ bài để tìm câu trả lời nhé. À, câu trả lời đúng là mây đen và mây trắng. Trong câu chuyện, những sự vật mây đen và mây trắng được coi như con người đấy các con. Mình cùng thực hiện nội dung B mây trắng rủ mây đen đi đâu? Ý 1. Rong rủi theo gió. Ý 2. Bay lên cao. Ý 3. Xà xuống thấp. Mời các con chọn câu trả lời của mình. À, ý đúng là bay lên cao. Mây trắng rủ mây đen bay lên cao. Mình cùng thực hiện tiếp. Vì sao mây đen không nghe theo mây trắng? Ý 1: Vì Mây Đen thích ngắm cảnh ruộng đồng, cây cỏ. Ý 2: Vì hạn hán, Mây Đen muốn làm mưa giúp người. Ý 3: Vì Mây Đen sợ gió thổi làm tan biến mất hình hài. Mời con suy nghĩ để tìm câu trả lời. Câu trả lời đúng là vì hạn hán, Mây Đen muốn làm mưa giúp người. Mình cùng tiếp tục Câu nào cho thấy mây đen đem lại niềm vui cho con người và vạn vật? Con hãy đọc lại bài để tìm. À, câu con người và vạn vật reo hò đón mưa. Cho thấy mây đen đem lại niềm vui cho con người và vạn vật đấy các con. Câu chuyện Mây đen và mây trắng muốn ca ngợi những người biết quan tâm đến người khác, biết mang lại niềm vui, cuộc sống an lành cho mọi người, mọi vật. Trong cuộc sống hàng ngày, các con cũng cần quan tâm mang lại niềm vui cho bạn bè và mọi người các con nhé. Các con đã được học về các từ chỉ đặc điểm, còn hãy thực hiện nội dung tiếp theo, tìm từ chỉ đặc điểm. A. À, tìm các từ chỉ đặc điểm trong câu dưới đây. Đám mây xốp nhẹ, trông như một chiếc gối bông xinh xắn trong câu này các con tìm từ nào là từ chỉ đặc điểm nhé mời các con thực hiện à các con đã thực hiện xong rồi vậy các con xem mình có tìm giống đáp án của cô không nhé từ chỉ đặc điểm trong câu là từ xốp từ nhẹ từ xinh xắn ở những bài tập trước, các con đã được thực hành đặt dấu câu. Các con hãy thực hiện đặt dấu phẩy trong câu nhé. Rê, đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong câu sau? Trên bầu trời cao rộng, mây đen, mây trắng đang rong rủi theo gió. Mời các con đọc và đặt dấu phẩy vào chỗ nào cho thích hợp nhé. Để đặt được dấu phẩy trong câu, con quan sát trong câu hai sự vật nào đang rong ruổi theo gió? À, mây đen, mây trắng. Vậy con sẽ đặt dấu phẩy ở vị trí nào để ngăn cách hai sự vật? À, con sẽ đặt dấu phẩy. Sao, mây đen. Khi đọc các con nhớ ngắt hơi ở dấu phẩy và con nghỉ hơi sau dấu chấm ở cuối câu nhé. Mời con đọc lại. Trên bầu trời cao rộng, mây đen mây trắng đang rong rủi theo gió. Cô cùng các con chuyển sang nội dung 2. Nội dung nghe viết và nội dung luyện tập. Mình sẽ thực hiện nội dung viết. Nghe viết cánh cam lạc mẹ. Các con sẽ viết hai khẩu thơ cuối của bài thơ cánh cam lạc mẹ. Mời các con lắng nghe cô đọc đoạn viết. Cánh cam lạc mẹ, Bỏ dừa dừng nấu cơm, cào cào ngưng giá gạo, sáng tóc thôi cắt áo, đều bảo nhau đi tìm. Khu vườn hoang lặng im, bỗng râm ran khắp lối, có điều ai cũng nói, cánh cam về nhà tôi, ngân vịnh. Con cho cô biết bài viết có mấy khổ thơ. <laughs> Quan sát bài viết, bài viết có hai khổ thơ mỗi khổ thơ có mấy dòng thơ, mỗi khổ thơ có bốn dòng thơ, mỗi dòng thơ có mấy chữ. À, các con đếm được là mỗi dòng thơ có năm chữ. Trong bài viết có những dấu câu nào? Rất dễ nhận ra mỗi khổ thơ đều kết thúc bằng dấu chấm, nên hai khổ thơ có hai dấu chấm. Trong bài viết có dấu chấm. Quan sát bài viết, con thấy những chữ được viết hoa là chữ đầu tên bài. Chữ đầu các dòng thơ. Và tên riêng của tác giả thì các con phải viết hoa nhé. Trong bài viết có những từ khó viết dễ nhầm lẫn các con cần chú ý đó là những từ sáng tóc, cắt áo, vườn hoang, râm rang. Ở những từ này, các con chú ý âm sờ trong tiếng xém vằn ốc trong tiếng tóc, sáng tóc, vằn ắc trong tiếng cắt, cắt áo, vằn oan trong tiếng hoang vườn hoang âm r trong tiếng ram vàng an trong tiếng ran ram ran các con hãy đọc lại sáng tóc cắt áo vườn hoang ram ran các con viết vào vở nháp hoặc vào bản con những từ này cho thật đúng nhé mời các con lắng nghe cô đọc lại đoạn viết cánh cam lạc mẹ bọ dừa dừng nấu cơm cào cào ngưng giã gạo, sáng tóc thôi cắt áo, đều bảo nhau đi tìm. Khu vườn hoang lặng im, bỗng râm rang khắp lối, có điều ai cũng nói, cánh cam về nhà tôi, ngân vịnh. Bài viết này các con sẽ viết vào vở, mời các con quan sát, đây là bài viết đã hoàn thành. Khi viết khổ thơ thứ nhất, các con cách một dòng và viết khổ thơ thứ hai nhé. Các con nhớ viết hoa những chữ đầu mỗi dòng thơ. Các con hãy nhờ cha mẹ, anh chị đọc bài viết này cho con viết vào vở. Con nhớ ngồi viết đúng tư thế, trình bày sạch sẽ. Viết xong, con dùng thước và bút chì chữa lỗi như cô đã hướng dẫn. Sau đó, đem cho cha mẹ hoặc anh chị con xem để kiểm tra dùm con nhé. Cô trò mình cùng thực hiện nội dung luyện tập. Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng cờ ca gờ đơn gờ ghép ngờ đơn ngờ ghép các con sẽ tìm những từ ngữ bắt đầu bằng cờ ca gờ đơn gờ ghép ngờ đơn ngờ ghép mời các con thực hiện mình sẽ tìm những từ ngữ bắt đầu bằng cờ hoặc ca nhé cô cũng tìm được một số từ ngữ bắt đầu bằng cờ hoặc ca mời các con quan sát những từ ngữ bắt đầu bằng cờ quả cam con cò lá cờ con cá những từ ngữ quả cam con cò lá cờ con cá bắt đầu bằng âm cờ các con có thể tìm thêm những từ khác nữa nhé những từ ngữ bắt đầu bằng âm ca như là con kênh, que kem, con kiến, con kền kền. Ngoài ra, các con còn có thể tìm thêm những từ khác, cũng bắt đầu bằng âm ca nữa nhé các con. Mình tiếp tục tìm những từ ngữ bắt đầu bằng g đơn, g ghép nhé. Mời các con cùng thực hiện. Mời các con quan sát, cô tìm được một số từ ngữ bắt đầu bằng g đơn, như là con gà, con gấu, dưa gan. Các con có thể tìm thêm những từ ngữ bắt đầu bằng g đơn nữa nhé. Và những từ ngữ bắt đầu bằng g ghép. Cái ghế, đường gặp ghen. Đường gặp ghen là con đường không bằng phẳng đấy các con. Con ghẹ, những từ ngữ cái ghế, đường gặp ghen, con ghẹ bắt đầu bằng g ghép. Các con có thể tìm thêm nữa nhé. Theo mình sẽ tìm những từ ngữ bắt đầu bằng ngờ đơn, ngờ ghép. Các con hãy thực hiện đi nào. À, cô cũng có một số từ ngữ bắt đầu bằng ngờ đơn, như là con ngang, con ngang còn có tên gọi khác là con dịch sim. Cây ngô còn có tên gọi khác là cây bắp. Con ngỏng. Ngoài những từ này, các con có thể tìm thêm những từ khác nữa nhé. Những từ bắt đầu bằng ngờ ghép là những từ cũ nghệ, còn ngá, còn ngá là con trâu con đấy các con, con nghêu Ngoài ra các con còn có thể tìm thêm những từ khác cũng bắt đầu bằng ngờ ghép nữa nhé. Như vậy các con đã tìm được những từ bắt đầu bằng cờ, ca, g đơn, g ghép, ngờ đơn, ngờ ghép, như là cờ thì bắt đầu bằng từ cam, cò, cờ, cá. Ca thì mình tìm được từ kênh, kem, kền kền, kiến. Gờ đơn thì mình tìm được những từ gà, gấu, gan. Gờ ghép thì các con đã tìm được những từ ghế, ghền, ghẹ. Ngờ đơn thì ta đã tìm được từ ngang, ngô, ngỏng ngờ ghép thì ta tìm được từ nghệ, ngé, ngêu. Ở bài tập này các con có thể tổ chức trò chơi đố vui cùng các bạn. Các con có thể tìm thêm những từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng cờ, ca, gờ đơn, gờ ghép, ngờ đơn, ngờ ghép nhưng con chú ý quy tắc chính tả. Khi tìm thì ca, gờ ghép, ngờ ghép luôn đứng trước âm y âm e. Âm e nhé các con. Cô và các con vừa thực hiện nội dung tiết học hôm nay. Sau tiết học này, các con nhớ luyện đọc lại bài Mây đen và Mây trắng, trang 73, 74. Con hoàn thành bài viết Cánh cam lạc mẹ vào vở như cô đã hướng dẫn. Và con chuẩn bị tuần 28, bài 17 Những cách chào độc đáo, trang 77 và chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau. Giờ học của cô trò mình đến đây đã hết rồi. Cô chúc các con luôn vui, khỏe. Mến chào các con.